Trời ơi, bị rớt mạng anh em ơi. Bị rớt mạng thùng lên lại nha. Đâu rồi, cả nhà đâu rồi ạ? Trời, đang 500 mấy người xem, tự nhiên cái rớt mạng luôn. Hello, hello, có ai xem like của Tùng không? Trời ơi, trời, tôi mùn quá trời luôn. Chào lên Quang Ngô. Con nghe bố. Xong rồi bố. Xong rồi. Vâng. Thứ nhất là qua xem xét các phim ảnh từ năm 18 đến bây giờ. Vâng. 18, 19, 20, 21 thì bác sĩ kết luận là cái tốt nó không phát triển. Vâng. Vâng, 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 vâng. Vâng, vâng. Vâng, vâng. Vâng, vâng, bây giờ con đang live stream, chút xíu con gọi lại. Vâng, 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 thế là yên tâm rồi, vâng. Trời ơi, tự nhiên rớt mạng luôn, trời ơi mọi người ơi. Giúp Tùng đi mọi người, tự nhiên bây giờ đang hơn nửa ngàn người xem. Rớt mạng cái giờ không có ai xem luôn, buồn ơi. Buồn ơi là buồn. Trời ơi, xin chào mọi người nhé. Chào giúp mọi Chappy, chào Nguyễn Xuân Luận. Mọi người giúp Tùng chia sẻ lại đi mọi người. Tự nhiên đang hơn 555 người đang xem, tự nhiên rớt mạng luôn. Bó tay luôn. Thiệt tình nhé mọi người. Chào Hùng Hải Dương nhé. Tự nhiên nó rớt mạng luôn. Cái giờ Tùng bó tay luôn. Tùng nói đau hết cả họng luôn. Được anh em yêu thương, quý mến, chia sẻ cho lên 555 người đang xem, tự nhiên rớt mạng luôn. Hello cưng Trần Lợi ơi, Trần Lợi. Dạ mọi người có thương Tùng không? Thương Tùng cho Tùng một chia sẻ lên các trang hội nhóm và trang cá nhân đi. Cho đông người xem đi. Chia sẻ những điều tốt đẹp. Được chưa? Em chào anh trai Trường Sa, chào Khoa Đặng, chào Sĩ Trần, chào Dương Hà. Chào Trang Khổng Lồ nhé, em chào anh Chí Công Phong Lan. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho Tùng đi. Tự nhiên bây giờ Tùng đang 555 người đang xem, rớt mạng một cái luôn, giờ mất tiêu luôn mọi người rồi. Bây giờ mọi người thử quý mến Tùng bằng cách là chia sẻ lên trang cá nhân một lần nữa đi. Chia sẻ lên các trang hội nhóm cho đông anh em vào. Tùng đang chia sẻ rất là xôm, rất là sung luôn. Hôm nay là một ngày đặc biệt, Tùng muốn dành cho mọi người một cái phần quà qua một cái game cho những ai chia sẻ bài của Tùng. Rất nhiều người chia sẻ bài luôn, mấy trăm người chia sẻ bài luôn, tự nhiên nó rớt mạng. Buồn chưa? Chào Hoàng Tiến Huy. Chào bác cải tạo nhà cũ nha. Chào Trần Quân. Cảm ơn Dương Mừng. Chào Sô Văn Vũ. Chào Minh Hạo Vũ. Trời ơi, nói đau cả họng cả cổ lên. Anh em chia sẻ quá trời quá đất luôn. Tự nhiên mất mạng giờ, ít người xem quá, mọi người chia sẻ cho Tùng lên mọi người. Chào bác Lê Cường. Mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người chia sẻ cho thầy Tùng đi. Cảm ơn Khoa Đặng nha. Chào chào Minh Khang. Chào Việt Hồng, đang sung. Đang quá trời sung luôn mọi người. Trời nó rớt mạng, nó thất vọng gì đâu luôn. Thất vọng gì đâu luôn, mọi người chia sẻ cho Tùng đấy. Chào anh giàu tài Phát Hưng. Cảm ơn em Nguyễn Thái Phong. Cảm ơn Hoàng Tiến Huy. Chào Luân Nguyễn Hoàng Luân. Chia sẻ cho anh đi em ơi. Chào Trần Dũng. Trời ơi, tự nhiên đang hơn nửa ngàn người xem, rớt mạng cái bây giờ hả? Được 100 người xem.
Buồn gì đâu á, buồn ơi buồn luôn. To chưa cả nhà? Tình yêu to bự. Này to bằng ngón tay cái này nhé. To nó mới cơ lực, nó mới khỏe, nó mới nhiều chất dinh dưỡng. Nhưng mà to như này chưa ăn thua đâu, nó còn to nữa. Tại vì đang còn tới 4 tháng nữa mới tới Tết mà anh em. Đấy. Cắt ngọn. Quay về cây Long Khánh, Vĩnh Khang, Đại Cát thì có nhiều người vào luôn. Ok, đây Đại Cát đây. Tôi sẽ làm hoa Đại Cát. Đây cây Đại Cát thắt ngọn ở đây. Đại Cát thắt ngọn chưa được tròn đầu lắm. Cây này thì không được khỏe, cây này cắt bớt một mắt cho nên là không được khỏe lắm. Nhưng mà sẽ làm một cái hoa Đại Cát ở đây. Tức là cái mắt nó u lên rồi. Đại Cát đây. Đại Cát rất nhiều tiền. Lúc nữa là hai tay cầm nguồn điện cao áp đó anh. Anh thích tính nói là làm. Ok bác Dương mừng nha. Cảm ơn bác. Mọi nẻo đường ơi chốt. Ok bác. Cảm ơn bác. Ok bác Ngô Ngọc Quang. Tùng đang xài cái phân gốc này, này là cái phân 310808 nha. Rinan. Còn đương nhiên là xài thêm 30-10-10 rồi tạo biến cho các loại cây này. Còn những cái cây mà Tùng đang làm hoa thì Tùng xài 20 đều kết hợp với 6-30-30 và kết hợp với lại Tricovic đỏ nha. Đỏ hay vàng gì đấy. Đấy đấy là vậy. Chào bác Phạm Phú Cường nha. Trời ơi đau hết cả họng luôn mọi người. Đau hết cả họng luôn á. Chào anh Nguyễn Viết Mậu. Chào Dương Mừng. Ô, có gì đâu mà cảm ơn em. Chào Đỗ Thanh Phượng. Cái gì nhờ? Đang tới đoạn nào rồi? À, đang tới đoạn Đại Cát. Bây giờ tới Vĩnh Khang. Đây là Vĩnh Khang. Đối với Tùng, Tùng có Đại Cát và có Vĩnh Khang. Nhưng Tùng cho rằng hai thứ là một nha. Và sắp tới Tùng sẽ làm cây này, Tùng chờ thắt ngọn. Tùng sẽ làm hoa Vĩnh Khang và hoa Đại Cát. Trong giờ đấy đi nó lại nó không được gì cả. Mình không thành vấn đề lắm. Mình không thành vấn đề lắm. Cây này mới là độc nhất duy nhất Việt Nam này. Hương Minh Châu. Cây này là cái Hương Minh Châu độc nhất Việt Nam. Chào Thế Bùi nha. Chào tộc trưởng Họ Hứa. Chào Phạm Văn Quang. Ê, chà chà. Căng nha. Đỗ Bằng. Đừng có bán cái này Đỗ Bằng ơi. Tiếc lắm Đỗ Bằng ạ. Mập, đi ngọn, đẹp. Bán thì hơi tiếc. Bây giờ giá đang thấp, bán thì hơi tiếc Đỗ Bằng ạ. Nó vừa mập mà nó vừa đi như này là khỏe lắm. Đừng có bán. Tiếc cực kỳ. Đời là thế ơi là phê. Phê ơi là phê luôn. Một lá hôm rồi nó bị chấm nên mình cắt luôn. Để bảo tồn tính mạng. Đi ngọn rất đẹp. Một số cây thì nó bị cái đọt nó bị nhẹn chút xíu. Xong cắt luôn. Nó mập.
xong bắt đầu ra hai mầm gốc tự ra luôn. Cây này cũng vậy luôn, nó tự thắt xong nó tự ra luôn. Đương nhiên mùa này thì ra thì nó cũng chắc là cũng không đi dài được đâu, nhưng mà nó tự nhiên thì cứ để cho nó tự nhiên thôi. Ê da, đâu rồi mọi người, đâu hết rồi? 250 người, tự nhiên đang 155 người đang xem. Bây giờ còn được có 250 mấy người. Mọi người hãy tiếp tục theo dõi bài livestream của Tùng, để ngay sau đây Tùng chia sẻ một cái điều tuyệt vời, mang tính cộng đồng, mang tính nhân văn cao. Có hoa đại cát thật không anh Tùng? Hoa đại cát thì bây giờ tôi, người ta mua cây của người ta là cây đại cát này này. Tôi mua cây đại cát thì sắp tới đây là tôi sẽ làm hoa. Nhưng mà riêng kỳ này làm hoa thì sẽ không đạt lắm, tại vì thân hơi bé. Thân hơi bé. Chào anh Nguyễn Viết Mậu nhé. Anh Nguyễn Viết Mậu là một người yêu hoa lan, đam mê hoa lan. Và anh đang chăm sóc một vườn lan rất là đẹp luôn. Và vừa rồi anh cũng đã sưu tầm được một số cây bảo duy, 500 bảo duy. Và theo dự kiến thì sắp tới anh sẽ sưu tầm thêm các em người đẹp không tên để thỏa đam mê, đồng thời kết hợp làm kinh tế. Ok, Ngô Ngọc Quang nhé. Chào Trần Hoàng Lâm. Đấy, thì bây giờ quay đại cát rồi đúng không? Bây giờ mình quay tới mấy cây kinh bắc bé thì mình không có quay đâu. Giờ mình quay cây kinh bắc này này, nó lên hai cái mầm xong nó thắt luôn. Và giờ nó đang tự lên một cái mầm to đùng luôn. Đấy. Những em người đẹp không tên. Đây là người đẹp Long Khánh. Tùng đặc biệt là yêu thích Long Khánh không đơn giản vì là một mặt hoa nổi tiếng và có giá và hoa đẹp nhất mọi thời đại, mà vì cái thân lá, phải nói luôn mọi người, đang bé bé vậy mà nó to đùng, nó nù to nên mà nó vẫn đi ngọn như thế này, mà lá nó dày lắm mọi người. Sau này á, 5, 7, 5, 10 năm sau mà có những tác phẩm 9, 10 đầu, mười mấy đầu á, thì Long Khánh sẽ là rất là đẹp luôn. Thân lá cực kỳ đẹp. Thân lá cực kỳ đẹp luôn. Người đẹp Long Khánh. Ôi trời ơi, người đẹp Long Khánh, miếng bánh thơm ngon. Cặp Long Khánh này thì sang năm nó là một bụi nha anh em ơi. Khúc ươm rất là to nha. Kỳ lên rất là khỏe, cái thân kỳ to đùng. Thân kỳ to đùng, quay ở đây thì không thấy hết được đâu. Đấy, nhưng mà quay, nhưng mà nhìn thực tế thì phải nói rất là khỏe, rất là đẹp luôn. Ngọn ngọn thì mỡ phà luôn. Đấy. Xin chào 266 người đang xem live của Tùng. Chào em Nguyễn Thị Nguyên. Ôi giời ơi, tự nhiên. Ok, rồi. 268 người đang xem rồi. Bây giờ Tùng giới thiệu luôn cho cả nhà một cái sản phẩm này nhé. À, cái sản phẩm đây. Bây giờ Tùng quay xa xa ra tí, sợ nó đánh bản quyền cái gì đấy. Đây, một cái sản phẩm như này á thì mình sẽ lắp vào nhà mình. Và nó sẽ chống giật ở trên khô, ở trên tường, ở trong cái dây điện hở trong nhà. Và đặc biệt là khi mà rớt xuống nước á, thì nó vẫn là chống giật luôn. Đây, Tùng sẽ không quay gần quá, sợ đánh bản quyền đấy mọi người. Đấy, thì ngay sau đây Tùng sẽ trình diễn nha. Anh ơi, giúp em gái. Đây là kéo điện lưới. Điện lưới ở đây. Thì điện lưới là tới cái CB nhà mình nha. Điện lưới là tới cái CB nhà mình ở đây. Đây là điện lưới.
vào cái CB tổng của mình. Từ CB tổng này mới đi ra các cái thiết bị này. Đó, từ thiết bị này nó mới đi vào cái nhà mình. Ở đây cái này này là tượng trưng cho cả một ngôi nhà của mình. Cả một ngôi nhà của mình. Đó. Và gì? Ngôi nhà này thì có thể sử dụng được tới khoảng C63 điện 220 nha cả nhà. Là căn nhà 5 tầng. Là đây là toàn bộ những ổ cắm, hàng chục ổ cắm, hàng chục cái thiết bị điện ghim vào để sử dụng đấy rồi cả nhà. Thì khi mà lỡ không may nhá, mình ghim vào điện ở tường mình ra một cái chỗ nào đó, mà ví dụ như đây là cái ổ cắm mình nhắc lại cho những người không biết đây, là ví dụ như cái ổ cắm này rơi xuống hồ cá coi hoặc là rơi xuống chỗ nào có nước á, thì á, là cái ổ cắm này nằm trong nước trong khi là đang ghim cây quạt này nhá, mà cái quạt này vẫn đang quay nhá cả nhà nhá. Đấy, ổ cắm rớt xuống nước mà cây quạt này vẫn đang quay. Đấy, quạt vẫn đang quay. Nhưng mà tức là đây là nó đã không bị nhiễm điện rồi nhá. Nó không bị nhiễm điện. Quạt vẫn đang quay. Nhưng mà cái nước này này, lỡ không may mà động vật hay con người mà đụng vào, thì nếu không có thiết bị này thì nó sẽ giật mình và mình mất mạng luôn. Đấy, thế thì khi có thiết bị này, quạt đang quay nhá, Tùng tắt quạt. Đây là tắt quạt nhá. Quạt đang cắm vào đây. Ổ cắm nằm dưới nước, ổ cắm này là ổ cắm bình thường luôn cả nhà. Nhá, quạt tắt và bây giờ Tùng vẫn bật quạt lên. Bật quạt lên. Và chỗ này người và động vật sờ vào không sao. Em nhờ anh chút. Đây. Anh có sợ khi sờ vào đây không? Tôi không sợ vì tôi thấy và nghe quảng cáo sản phẩm này ở trên thế giới và ở trong nước là rất an toàn và quan tâm, vì đây là những cái công nghệ và những cái khoa học tiên tiến nhất của thế giới đang ở đây rồi. Ok, vậy thì anh thử đi. Rồi. Thử sờ tay vào coi. Đấy. Đấy, mọi người thấy chưa? Vẫn ngon lành cành đào. Đấy. Đấy nhá, ổ cắm điện đang ở dưới nước. Ghim điện vào thì quạt vẫn quay. Đây, quay. Ghim điện vào thì quạt vẫn quay. Mà người sờ vào thì không sao. Đây, nước vẫn chảy. Đấy. Mọi người thấy chưa? Nhờ thiết bị đó, có hai cái cục màu đó, cục màu đen với cục màu xanh đấy, mà an toàn tuyệt đối cho ngôi nhà của bạn, an toàn cho con người, an toàn cho động vật. Và đặc biệt là gì? Thiết bị này còn ngoài cái chống giật ở trên khô, ở dưới nước, thì còn chống được sét đánh, còn chống được chập cháy, chống cháy luôn. Và đặc biệt là còn tiết kiệm điện cho gia đình bạn luôn. Đây là một sản phẩm hay, mang tính nhân văn. Và với số tiền bạn bỏ ra là rất là ít, nhà sản xuất người ta không, tức là chưa đặt nặng cái vấn đề là giá cả, mà người ta muốn lan truyền tới thế giới, tới con người những cái tinh hoa chất xám của nhân loại, tạo nên một cái sản phẩm để nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho con người, cho động vật và tài sản của con người. Rất là tốt đúng không anh em? Đấy. Đây, đây. Đây và đây cũng có một chị đẹp nhá. Đây là một chị đẹp. Bạn gái người đẹp đây. Có một chị đẹp. Đấy. Đây giờ sờ xem có bị sao không nhá. Đây. Sờ coi. Wow. Okay. Không sao, chị có cảm thấy gì không? Thế bình thường luôn hả? Tại do chị đẹp nên nó bình thường á. Chứ xấu là đấy ổ cắm đấy. Xấu thì cũng bình thường chứ. Đẹp cho nên nó không bình thường, xấu nhiều khi bình thường không bình thường. Ok, nói chơi cho vui thôi cả nhà. Ý tôi muốn nói là những cái sản phẩm này là một tinh hoa chất xám của nhân loại và chúng ta cần lắp trong ngôi nhà của mình. Và hôm nay đây, em mời anh qua đây. Đây là anh của mình. Chào toàn thể anh chị em yêu nan cả nước nha. Rồi, anh của mình hôm nay rất là hữu duyên, lại đúng ngày sinh nhật của em Tùng Hói nói là làm. Tôi lại được dự cái buổi sinh nhật và cũng là 6 tháng nay sau khi là lần đầu tiên gửi gắm mà một cái mầm lúa
vào mầm non. Nó nhỏ như cái hạt gạo ấy vào em Thanh Tùng. Mà hôm nay tôi đến đây tôi không tin là không phải cây của tôi nữa, mà đấy là cây của em Thanh Tùng. Vì em chăm cái cây nó rất là tuyệt vời. Sau mấy tháng từ bé như hạt gạo mà bây giờ nó dài được 6-70 cm. 66 cm. Mà đây là một cây rất là quý, người đẹp không tên, ai okay. có sẽ hên. Ok, rồi Tùng nói ngắn gọn với anh em. Đây là anh của mình, anh Công. Facebook là Chí Công Phong Lan. Là một người kinh doanh nhiều lĩnh vực, từ bất động sản cho tới lĩnh vực chợ. Anh đang có 5 cái chợ theo kiểu mô hình BOT. Và anh kinh doanh mảng kim khí điện máy. Đó, thì hôm ở Thanh Bạch bán đấu giá thì anh có trúng đấu giá một cái mầm như hạt gạo không tên. Thì hôm nay vào đây, đây anh qua đây. Đấy. Đấy, bây giờ đã 66 cm. Đấy, anh trúng đấu giá đây. Cảm ơn em Thanh Tùng đã rất là tâm huyết vào cây nam. Đúng là anh chọn mặt gửi được vàng. Yeah. Cực kỳ là từ cái lúc bằng hạt gạo mà cái cây người đẹp không tên đã dài. Quá đẹp luôn. Mà nhất là ở Bắc thì chắc là không chăm được như này. Anh đang ở Bắc, anh ở đây. Đây là thực sự. Ok anh. À mọi người ạ. Vấn đề ở đây á là nhờ cây lan mà anh em tôi biết nhau. Rồi từ nhờ cây lan mà anh em tôi có một cái mối quan hệ làm ăn với nhau. À, trong đó có lĩnh vực bất động sản và cái hàng kim khí điện máy. Thì hôm nay anh vào đây á thì cũng là dịp trùng dịp. À, Tùng đã và đang giới thiệu với mọi người cái sản phẩm chống giật đấy. Thì anh em sẽ kết hợp để làm thông suốt từ Bắc chí Nam. Và Tùng đang thực hiện một cái việc, đó là làm việc với nhà sản xuất để là nhà phân phối độc quyền cái thương hiệu uy tín này, có thể nói là an toàn nhất thế giới về lĩnh vực điện. Và đây cái sản phẩm này mang cái tính nhân văn rất là cao, mang tính xã hội rất là lớn. Điều đó khiến cho Tùng muốn lan tỏa trong cái live stream của mình. Ngoài vấn đề chăm lan, ngoài vấn đề kinh doanh bất động sản, ngoài vấn đề nhà hàng ra, thì anh em chúng tôi còn làm những cái một cái công việc mới, truyền tải những cái điều tích cực và tốt đẹp đến những người dân nói chung và đến các bạn nói riêng. Thì rất mong mọi người hãy ủng hộ anh em chúng tôi nhé. Và hãy kết bạn với anh Chí Công Phong Lan. Facebook là Chí Công Phong Lan. Một người anh rất là tận tâm với em Lan và thành công trong lĩnh vực kinh doanh khác. Nha mọi người nhé. Okay, Chí Công Phong Lan nhé. Toàn thể anh chị em yêu Lan cả nước nhá. Ok anh. Ok. Dạ. Các mọi người thấy không? Nhiều khi nhờ cây lan mà biết được nhau, từ biết được nhau thì sẽ có một những cái mối quan hệ. Ông Tùng này chuyển sang nghề sư trụ trì hợp hơn mà cũng kiếm hơn. Ok. Nhiều khi có thể thôi, sau này mình sẽ là trụ trì chùa. Nhiều khi hữu duyên trụ trì chùa đâu phải đơn giản mà làm được anh em, phải có tâm, phải có đức, phải được học Phật pháp, vân vân. Và con người đó phải thể hiện những cái ưu việt về cái tinh thần nhân đạo, về các cái những điều tốt đẹp nhất mà được học qua Phật pháp, qua lời Phật dạy thì mới được làm trụ trì của một chùa, chứ không phải đơn giản đấy nhé. Không phải đơn giản nha anh em. À pháp danh à, làm trụ trì chùa là pháp danh là thích hoa lan. Trần Hoàng Trưởng rất là hay, rất là thông minh luôn. Ok, nếu anh làm một cái trụ trì chùa thì pháp danh là Thích Hoa Lan. Ok, hay đấy. Chào Hà Phạm nha. Ngày hôm nay nói rất nhiều, thành ra hơi khan tiếng. Lúc đấy thì đang 555 người đang xem, đùng cái rớt mạng mất luôn. Giờ vào lại được có 336 người xem, buồn gì đâu á. Cái sản phẩm chống giật này mọi người phải nói là cực kỳ tiện lợi cho từng hộ gia đình luôn, cho những công trình đang thi công ngoài mưa ngoài gió, đúng không? Đang làm một trời nó mưa một cái, lỡ ông ai ổ cắm nó rớt xuống nước thì làm sao? Điện giật anh em công nhân trên công trường, nguy hiểm chưa? Nhưng có cái này tuyệt đối luôn. Tùng vừa thử đấy. Thành ra là Tùng cho rằng là nó rất tốt cho con người, động vật và các tài sản.
Đó, cho nên Tùng mới lan tỏa. Và Tùng sẽ đang, bây giờ Tùng đã đăng ký mua 1.000 bộ rồi. Và Tùng sẽ đăng ký là phân phối độc quyền cái sản phẩm này. Cho nên anh em nào mà thích cái sản phẩm này, an toàn, sản phẩm an toàn này, thì inbox cho Tùng. Đó, và chắc từ tuần sau thì có thể Tùng sẽ xen kẽ bán sản phẩm này tặng hoa lan, hoặc là bán hoa lan tặng sản phẩm này cho anh em. Và cái sản phẩm này thì nó chỉ có hơn 10 triệu thôi, mười mấy triệu thôi mọi người ạ. Nhưng mà chúng ta sẵn sàng bỏ 10 triệu, mười mấy triệu ra để chúng ta bảo vệ gia đình, bảo vệ vật nuôi, bảo vệ những tài sản trong ngôi nhà của mình. Mẹ mình bỏ ra mấy tỷ bạc, mấy chục tỷ bạc mua một ký lan mình còn mua được. Bỏ ra có mười mấy triệu để mà bảo vệ gia đình mình, bảo vệ tài sản của mình, bảo vệ vợ con, cha mẹ, anh em, bảo vệ thú nuôi, vật cưng của mình. Đúng không? Có gì đâu không bỏ ra được. Và Tùng sẽ có những chính sách. Anh em mua lan Tùng có thể tặng sản phẩm này, hoặc anh em mua sản phẩm này Tùng có thể tặng lan luôn. Nha anh em nhé. Có dùng được 3 pha nha Khoa Đặng ơi. Dùng điện 3 pha thì dùng 3 sản phẩm này nhé. Mỗi 3 pha là điện 380, 1 pha là điện 220. Thì khi dùng 3 pha thì dùng 2 là dùng 3 sản phẩm này, bao gồm là 3 dây nóng là 3 cái cộng với lại dây trung tính thì chia 3 ra. Thì lắp 3 sản phẩm này nhé. Cảm ơn báo Vĩnh Húc Phúc. Bác đang nói xe ổ câm hay gì? À, cái này là cái sản phẩm chống giật nhá. Chống giật đến từ Hàn Quốc, và Tùng đang làm các thủ tục pháp lý để là nhà phân phối độc quyền sản phẩm này nhá. À, Hồng Sơn ơi, người chơi lan thì có khi lại cần hơn nhiều người khác, tại vì đa phần vườn lan nó là sắt. Lỡ không may nhiễm điện vào sắt thì là lên đường. Cho nên mỗi vườn lan mà có một cái thiết bị này thì quá là tốt, quá là an toàn luôn. Và sản phẩm này á, thì được bảo hiểm, bạn mua một sản phẩm được bảo hiểm 50 tỷ trong vòng 5 năm. Sản phẩm này bảo hành 5 năm, hư hỏng hay lỗi gì đó là đổi mới. Và trong thời gian sử dụng mà xảy ra gì đó thì được bảo hiểm lên đến 50 tỷ. Được công ty Bảo Việt Bảo Minh bảo hộ nhé. Được các sở ban ngành kiểm định, được đất nước Việt Nam cho phép lưu hành. Ok, Hoàng Tiến Huy. Hôm nay thực sự là đau họng. Thì anh em nào mà thích cái sản phẩm này thì inbox cho Tùng. Và nếu số lượng từ 5 bộ trở lên á, thì Tùng sẽ là người trực tiếp dẫn đoàn anh em đi đến lắp cho những cái gia đình mà cái người đặt 5 bộ. Và Tùng live stream và thể hiện ngay sau khi lắp xong thì sẽ thể thực hiện ngay là sờ tay vào ổ cắm không giật này. Đó. Sờ tay vào các cái mạch điện hở không giật này. Và sờ tay vào nước nếu cái ổ cắm của bạn mà rớt xuống nước cũng không giật này. Đó. Được chưa? Và đưa ra những cái hợp đồng mang tính chất pháp lý rõ ràng. Đó. Và đặc biệt là gì? Tùng sẽ live stream những cái buổi mà đến nhà anh em, đến vườn nhà anh em mà lắp cái sản phẩm này. Được chưa? Để lan tỏa những cái điều tốt đẹp mang tính nhân văn, mang tính khoa học cao đến với nhân loại, đến với người dùng nha mọi người nhé. Làm được việc gì tốt thì cứ làm, đương nhiên làm phải có tiền rồi anh em. Bây giờ bạn nghĩ đi, bây giờ lỡ không may xảy ra sự cố gì là bạn có thể bị chập, bị cháy. Nếu như trong karaoke mà lắp cái này thì chắc chắn không chập không cháy, đảm bảo luôn. Nó có làm rò rỉ điện đâu mà chập cháy được. Bỏ xuống nước mà nó còn không giật, làm sao chập cháy, đúng anh em? Đó. Vừa rồi chết mấy chục người, đau lòng chưa? Rồi ở trong Nam này đã có lần mà bị anh em vườn lan đó, vườn lan bằng sắt không rất là dễ nhiễm, xong nó bị điện giật, bị mất đấy mọi người. Tại vì bây giờ mình như này, ngày mai ra sao mình đâu biết đâu. Lỡ không may vô tình thôi. Thế bây giờ đa phần mọi người sử dụng thì có phải là tốt cho nhân loại không? Thạch Phan ơi, bác có thể là ra khỏi cuộc đời tôi nha Thạch Phan nhé. Tình hình Lan Huệ thì vẫn bình thường, mình vẫn đi mua và mình vẫn bán nha Ngọc Giàu.
Sư trụ trì phải thiến cho an toàn. Đừng nói vậy nha, nó là bị gọi là bị ngộ ngôn đó. Bị ngộ ngôn, mình đừng nghĩ như vậy. Thế là bao nhiêu sư trụ trì là họ phải làm điều đó, đúng không? Như thế là không đúng với nhân cách một con người. Bạn nói những điều mà nó xấu xa thì sau này chết nó khó đầu thai lắm nha. Chết bị cắt lưỡi, cho nên là cứ há mồm ra đó, nghe chưa? Mình phải nói những điều gì tốt đẹp đi. Trong cái óc cái não mình luôn luôn nghĩ gì tốt đẹp đi. Mẹ lấy vợ về mà lúc nào cũng nghĩ là con vợ này mẹ như con đĩ, con vợ này mẹ nó sẽ phản bội mình, thì làm sao mình có niềm tin được, đúng không? Toàn nghi ngờ, toàn là cái não toàn là nghĩ những cái điều mà tối tăm, những điều tiêu cực, thì tự cuộc đời bạn sẽ là tiêu cực. Nha 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 bạn à, bạn gì mà nói thiến đấy nha, thấy chưa? Phan Dũng à nha. Nếu như mà lỡ may bạn đi bạn cặp với con nào mà bạn làm vớ vẩn cái là về là bạn bị thiến đấy nha. Tại vì trong đầu bạn chỉ nghĩ những cái điều tiêu cực, nên nghĩ những điều tích cực đi, nhớ chưa? Còn cái ông Thạch Phan á, thì ông ra khỏi đời tôi khỏi bất công bẩn tay chặn ông. Tôi làm gì ông mà ông bảo thôi cha nội, đúng không? Tôi lan tỏa những điều tích cực và tốt đẹp, ông nghe chưa? Ông làm được điều gì tốt đẹp ông kể tôi nghe coi. Ông ở địa phương nào? Tôi đủ bản lĩnh, đủ sự quan hệ để tới hoặc là liên hệ với địa phương bạn, xem là bạn làm được những gì tốt đẹp cho đời, tốt đẹp cho người dân của địa phương bạn luôn. Cá luôn, tôi không làm được tôi mẹ ăn cứt cho cả dòng họ nhà bạn. Còn bạn mà không làm được điều gì tốt đẹp thì bạn ăn cứt cho cả toàn xã hội luôn. Ok chưa? Nha bạn Thầy Phan nhá. Hình một bông sen thì tỏa ra là thương tiếc người đã khuất, mà đi nói toàn những điều tào lao. Cảm ơn em Trang Nguyễn Thanh Tư. Đấy, ngon thì đưa địa chỉ rõ ràng đi. Tôi liên hệ về với địa phương, tôi coi bạn làm được cái gì tốt đẹp cho địa phương. Thậm chí trong dòng họ bạn cũng chẳng làm được cái đấy gì. Thậm chí trong cuộc đời bạn tôi nghĩ bạn chẳng làm được gì đâu. Tại vì nghe nói là biết tiêu cực rồi, đúng không? Muốn làm giàu mà không chịu đầu tư, cứ muốn ăn trên đầu trên cổ người ta. Cảm ơn tôi Dương Văn Việt. Anh nói vậy anh xem cho địa chỉ. Trời, anh nói là anh làm, thề luôn. Thằng nào vớ vẩn vẫn cho địa chỉ, anh xác minh đúng, anh tới nhà luôn. Tại vì anh toàn là lan tỏa những điều tích cực, những điều tốt đẹp, hiểu không? Chỉ thằng nào mà vô đây nói bậy, chửi bẩn thì anh mới chửi lại thôi. Còn không bao giờ tự nhiên anh đi chửi ai. Ok em trai Trần Hoàng Tướng, Trần Hoàng Trưởng. Tại vì nhiều khi mình không nói nó tưởng mình không biết, cho nên mình phải nói để cho nó phải rời cái live stream của anh, nó phải rời khỏi cuộc đời anh. Những thằng mà có tư tưởng bất nhau, những thằng mà có tư tưởng tiêu cực, nó nên rời khỏi cuộc đời anh để anh đỡ bẩn tay để mà chặn nó nha. Mấy thằng nhá, anh tuyên bố với mấy thằng này, nếu cảm thấy vào bài anh mà nói tiêu cực là anh chặn, là anh sẽ không cho các em được nhìn thấy cách anh kiếm tiền và cách anh làm giàu và cách anh lan tỏa những điều tích cực đến nhân loại, đến mọi người, đến anh em đâu. Nghe chưa? Không có cơ hội. Ok bác Khoa Đặng, chào bạn yêu Đỗ Lâm Phương. Nha nha, mấy thành phần nha, đừng để anh phải bấn tay chặn. Vào đây là chỉ nên tích cực thôi, hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, được chưa? Động viên nhau vượt qua khó khăn, vượt qua vất vả, không làm những điều tốt, điều lành, điều thiện cho mình, cho những người xung quanh, cho xã hội, đặc biệt là cho cha, cho mẹ, cho vợ, cho con. Ở đó mà nói dóc nói xạo với anh, nói hỗn láo với anh, nói bẩn với anh là anh chửi cho đấy, nhớ chưa? Quay lăn xem với anh. Ok. Bạn Phạm Quang Chín về uống rượu là cho địa chỉ là tới luôn. Hehe.
Hôm nay Tùng rất là đau họng, nói nhiều. Ngày hôm nay nói nhiều. Quan hệ đối tác làm ăn anh em nhiều thứ lắm mọi người. Những dự kiến, những dự định sắp tới rất nhiều lắm. Đôi khi dĩ hòa vi quý. Mình những ai đối xử tốt với mình đối xử tốt lại á, thì nó là bình thường. Nhưng người ta đối xử xấu, đối xử tệ và chơi bẩn với mình á, mà mình vẫn chơi đẹp với người ta á, thì đó mới là điều đáng nói. Cho nên cũng sắp tới đây Tùng sẽ thực hiện một số các công việc cần phải làm. Bận lắm. Phùng Văn Hiếu, cút khỏi cuộc đời anh đi em. Có anh lại chửi cho nhá. Nếu em mà là nick ảo thì anh không thèm nói. Còn nếu em mà là nick thật đấy, Phùng Văn Hiếu nha, là anh đào mồ đào má nhà em lên luôn á. Nha. Nha nha Phùng Văn Hiếu. Em nói câu nữa để anh chửi em luôn, nguyên đêm luôn. Nha. Mà anh chửi anh chủ gì nó hay tới lắm. Em nghe chưa? Chào bạn yêu Trung Lê. Đã không yêu thì thôi, ta gặp nhau làm chi. Cái thằng Phùng Văn Hiếu này nó ngu như con bò đó. Tự nhiên nhà người ta nó nhảy vô, nó kêu người ta im mồm. Ú thứ trên đời, dốt lắm, dại lắm. Anh nghĩ em là không đủ ăn đâu Phùng Văn Hiếu ạ. Tại vì em đó là sân si. Nãy giờ anh nói là anh nói điều tốt đẹp mà, đúng không? Thấy chưa? Anh có dụ em mua cái gì không? Đúng không? Anh có ăn tiền ăn bạc gì nhà em không? Anh xúi em giết người cướp của không? Sân si lắm em. Đảm bảo luôn, em sân si cả ngày với vợ với con em luôn. Không khéo là dành ăn với vợ con luôn á, Phùng Văn Hiếu ạ. Đàn ông mà bẩn thế. Thấy không? Nha Phùng Văn Hiếu nha. Đứng chụp hình với giống như đứng chụp hình với vợ, làm như ra vẻ oai lắm Phùng Văn Hiếu ạ. Nhưng mà anh nghi em á, cỡ anh mà em còn sân si được. Mẹ cái người tốt mà đàng hoàng mà quân tử mà chơi đẹp mà nóng tính như anh mà em còn sân si được là em quá liều. Thì cái cỡ như vợ con em thì em sân si lắm, không khéo em dành ăn với cả con luôn. Hả? Dành ăn với cả vợ em luôn á, Phùng Văn Hiếu ạ. Anh nghĩ là những thằng sân si, những thằng không đủ ăn đâu. Tự nhiên em kêu anh im mồm. Cha mẹ anh sinh ra trời anh cho ăn, cho anh được tiếng ăn tiếng nói, lan tỏa những điều tốt đẹp, nói những điều tốt đẹp với mọi người, tại sao em lại cấm anh? Ừ? Lâu rồi mới thấy người chửi lịch sự như vậy. Đấy, thằng Phùng Minh Hiếu mà nó nói tiếng nữa là anh chửi nó tới ngày mai luôn. Anh chửi và anh trù cho nó luôn. Mà anh trù nó hay dính chửi lắm. Có gì đâu mà chửi cho vui nha Trần Nhân ơi. Hoàng Công Sương chửi hay hơn cả hát. À chửi mà cũng là hay. Đó em Phùng Minh Hiếu em thấy chưa? Đấy, anh chửi mà người ta còn thấy hay, người ta còn thấy chửi lịch sự. Em thấy chưa? Chửi mà anh em còn thấy chửi hay, chửi mà còn thấy chửi lịch sự. Em thấy chưa? Em làm được gì cho đời, em làm gì được cho người quanh em? Không khéo anh chửi em mà em tức quá đó, bắt đầu lại về lại giận vợ chửi con cơ, mắng cha mắng mẹ cơ. Tồi lắm, ngu lắm. Nhá, bỏ đi mà làm người. Nhá. Nghe anh nói, nghe anh đi. Bỏ sân si đi. Bỏ sân si với người xung quanh, bỏ sân si với hàng xóm, với dòng họ đi. Nhá. Lại nóng tính như kem. Đôi khi gặp cái mấy thằng này mình phải chửi, hiểu không? Mình phải chửi. Còn anh xô luôn, anh nổ địa chỉ, anh Tùng đẹp trai đầu hói dễ thương ở số 9 đường 9 trung tâm hành chính thành phố Di An. Nha nha Phùng Minh Hiếu. Tới gọi anh 091-898-49 gặp anh Tùng. Nha. Còn em nổ địa chỉ đi. Anh tới nhà em anh hỏi dân địa phương, hỏi hàng xóm em có sống tốt hay không thôi. Anh tới live stream cho hàng ngàn người biết luôn. Ok. Tùng hói nói là làm. Nghe chưa Phùng Văn Hiếu? Bất kỳ nơi đâu trên đất nước Việt Nam, trừ trường hợp em là người Việt Nam, bây giờ em đang lưu vong công tác hay là đi làm nước ngoài thôi. Thấy chưa?
bất kỳ địa phương nào anh check phát ra luôn, anh chưa cần tới. Cho bài văn khấn. Ok, thôi cho qua, chắc em nó biết lỗi rồi, không nói lại cho nên cho qua, bỏ qua ha. Ok, thực sự mà nói mà người này Tùng đâu bao giờ điên mà tự nhiên lên like của mình. Cái bài, cái face sạch của mình mà đi chửi bới hay nói như điều tồi tàn, xấu xí đúng không? Nhưng mà gặp những cái người đó mình không xử lý thì những người khác á, họ thấy vậy họ tưởng hay họ làm. Không những làm với Tùng mà làm với những anh em live stream lan tỏa đam mê, lan tỏa những điều tích cực đến tới anh em. Đó, cho nên mình phải nói. Thôi bây giờ chốt, không nói nữa. À, em đã biết lỗi rồi, bỏ qua. Sau đây là cho mọi người ngắm những tác phẩm Phú Thọ HO Hồng Yên Thủy. Khá là nhiều và đến ngày 25 Tết sẽ cho nở hoa hết. Đó, những chỗ nào xanh xanh á là tác phẩm hết rồi đấy. Rất nhiều nha, tác phẩm thì có nhiều tên gọi khác nhau. Và Tùng đang chăm ở chế độ ra hoa. Cũng chia sẻ với anh em, nếu anh em thấy đúng thì làm theo, còn không thấy đúng thì bỏ qua nha. Hiện nay Tùng đang chăm ở chế độ ra hoa thì Tùng chăm là 20 đều nhá, 20 đều. Và kết hợp với lại 6-30-30 và kết hợp với Tricovic đỏ nha. Đó. Thì Tùng chăm một thời gian thì Tùng thấy là cây cối xanh tươi, to mập, béo tốt. Đó. Còn việc nó ra hoa như thế nào hay là đẹp hay xấu như thế nào thì Tùng chưa biết. Thì anh em nào mà thích là cách làm đó thì làm theo. Đấy, không thích thì cũng đừng trách Tùng nha. Như chậu này là khoảng 22-23 đầu anh em. Một cái chậu như này đâu phải đơn giản mà tự nhiên rớt xuống vườn Tùng đúng không? Đấy, phải chăm sóc. Và đương nhiên là Tùng phải đi mua, đi sưu tầm mới có. Còn những chậu khác như này là vườn Tùng chăm này. Nó khoảng 8-9 đầu thôi. 8-9 đầu. Đấy. 12 đầu. Tác phẩm Lên Như Diều Gặp Gió. Và có những tác phẩm chim hạc khá là đẹp. Đã và đang được hoàn thiện. Xin chào 435 người đang xem live của Tùng nha. Đây là một tác phẩm sơ sơ qua qua là Thuận Buồm Xuôi Gió. Tác phẩm Thuận Buồm Xuôi Gió thì Tùng đang làm cho nên nó chưa đạt, cho nên Tùng không có quay nhiều. Cây đây, ngón tay cái đây. Ngón tay cái của Tùng đây. Đấy, Tùng chăm cái đó mà giờ ngón tay cái của Tùng đây này. Tay Tùng là tay nảy chuối nhá. Đấy, này. To béo mập thì mới tích dinh dưỡng được, thì mới ra hoa đạt được mọi người ạ. Và phần còn lại thì những loại nào đang hiếm thì Tùng sẽ chăm ở chế độ ra kỳ. Đây là những kỳ người đẹp không tên. Kỳ năm nhất này là 60 mấy sen hết rồi này. Những kỳ người đẹp không tên là 60 mấy sen hết rồi. Ngọc Sơn Cước bao người mơ ước đẻ 6 cái mầm rồi mà vẫn đi ngọn. Đẻ dã man thật. Người đẹp không tên ai có sẽ hên. Không tên. Bảo Duy, kia Bảo Duy là 1m50. 1m54 chứ, 1m54. Đang ra hai mầm lỡ. Để cho ông anh xem cái cặp Long Khánh. Người đẹp Long Khánh xem lại một lần nữa. Người đẹp Long Khánh. Người đẹp Long Khánh, miếng bánh thơm ngon. Cây Long Khánh là cây chốt hạ của công cuộc chơi lan anh em ạ. Cho dù bất kỳ những bông hoa nào đẹp thật đẹp, hiếm thật hiếm, cũng không bao giờ làm được giá như kỳ người đẹp Long Khánh. Một mặt hoa đỉnh cao, một mặt hoa đắt nhất mọi thời đại. Không bao giờ có một cây nào làm giá được 79 tỷ một kỳ 5 sen. Và không bao giờ có một loài hoa nào mà làm giá được lên tới 50 tỷ một kỳ lú non. Và đương nhiên là giống đang ít nhất trong công cuộc chơi lan của anh em mình. Cả đất nước Việt Nam chỉ khoảng hơn chục người sở hữu Long Khánh thôi. Đó, cho nên là bây giờ là cuộc chơi còn dài. Đến bao giờ người đẹp Long Khánh mà có những chậu nái mà 10 đầu 10 mấy đầu đúng không anh em?
Đó, còn như chậu này thì năm sau sẽ là một bụi rồi. Cho ra 4 cái mầm lỡ. Sau đó từ 4 mầm lỡ cho ra 8 cái mầm gốc. Lợp lúa. Về bờ. Người đẹp Long Khánh, miếng bánh thơm ngon. À, Kinh Bắc rất đẹp. Bờ Lê Cu cực đẹp. Long Khánh siêu VIP. Đấy, những mặt hoa. Những mặt hoa siêu VIP. Thì thành ra là Tùng rất mong anh em, tức là Tùng vẫn sưu tầm những loại siêu VIP, VIP và siêu VIP, nhưng mà Tùng vẫn đau đáu làm những điều mà mình cần làm. Đó là chăm sóc những cái giò tác phẩm hàng quốc dân. Thứ nhất là đem về lợi ích cho mình. Thứ hai là thỏa mãn đam mê. Thứ ba là giải quyết cái vấn đề cây quốc dân có số lượng nhiều trong vườn nhà mình. Nếu anh em thấy đúng, thấy phù hợp với anh em thì anh em làm theo. À, và với cá nhân Tùng thì Tùng đang thấy rất phù hợp với vườn nhà Tùng. Anh em nào mà muốn làm tác phẩm, làm hoa thì làm, Tùng đang làm là sử dụng 20 đều, 6-30-30 kết hợp với chữ Covid. Đó. Và khoảng độ 15 tháng 11 là sẽ làm HO. Và mùng 10 tháng 11 âm lịch sẽ làm Phú Thọ. Thì đương nhiên Tùng hy vọng là ít nhiều gì thì cũng sẽ nở rực rỡ vào ngày 25, 26, 27 Tết, 28 Tết. Đó. Thêm vào đó thì như mọi người đã biết là Tùng đã quảng cáo giới thiệu rồi, thì Tùng đang làm cái dự án của cái bộ chống giật này sử dụng cho các hộ gia đình. Chỉ với 10 triệu, mười mấy triệu thôi thì anh em đã sử dụng được một bộ bảo vệ tính mạng của những người trong gia đình và tính mạng của động vật cũng như tài sản trong gia đình mình nhé, trong nhà mình. Và Tùng sẽ là nhà phân phối độc quyền sản phẩm này. Và ngày hôm nay đã hoàn thiện các hợp đồng, các thủ tục pháp lý nha cả nhà. Anh em nào thích thì sẽ inbox cho Tùng, Tùng sẽ báo giá. Sản phẩm này thì sử dụng và bảo trì là 20 năm, bảo hành đổi mới trong vòng 5 năm. Và trong 5 năm này thì bạn mua một sản phẩm, bạn được bảo hiểm 50 tỷ nha mọi người nhé. Và có các hợp đồng hết, có các kỹ thuật viên tới lắp đặt cho nhà bạn trọn gói. Đấy, nhanh nhất là trong ngày. Ok, và bây giờ thì chắc có lẽ là cũng muộn rồi, 10 rưỡi rồi. Và Tùng cũng rất là đau họng hôm nay tiếp nhiều khách quá. Thì Tùng xin phép được xuống live. Không biết nói gì hơn, chúc cho tất cả mọi người đang xem live luôn thật mạnh khỏe, thật nhiều niềm vui, buổi tối ấm áp, một giấc ngủ ngon. Và ngày mai thực hiện công việc yêu thích của mình một cách hiệu quả nhất với tràn đầy năng lượng. Bye bye.